Con đó nhớ bên sáng sớm,
Việt Trang xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nữa để chúc mừng cho tiết mục đầu tiên của ca sĩ Huyền Trang. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, Huyền Trang vừa mở màn trong buổi họp báo ngày hôm nay với ca khúc Nghe Câu Ví Dặm Người Thương, một sáng tác của tác giả Lê Xuân Bắc. Và hôm nay thì anh Lê Xuân Bắc cũng chính là một trong hai nhân vật chính của buổi gặp gỡ báo chí ra mắt 4 MV ngày hôm nay. Đó chính là nhạc sĩ Lê Xuân Bắc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây thì chúng tôi xin mời anh Lê Xuân Bắc sẽ lên sân khấu ạ. Xin một tràng vỗ tay ạ. Xin mời anh ạ. Hôm nay, thưa anh các chị và các bạn, thì lời đầu tiên thay mặt cho anh Bắc và Huyền Trang xin được trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả quý vị khách mời, cũng như là anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay tại Di Oan để chứng kiến buổi ra mắt cái dự án âm nhạc Về Miền Ký Ức của tác giả Lê Xuân Bắc và Sao Mai Huyền Trang. Và bây giờ thì anh Bắc, anh có thể chia sẻ đôi điều cảm nhận đầu tiên của mình trong cái buổi rất là quan trọng này ạ. Bác xin gửi lời cảm ơn đến các nhà báo, đài truyền hình và tất cả những anh chị em tham gia cái buổi họp báo hôm nay ra mắt cái tác phẩm Về Miền Ký Ức. Thực ra rất là cảm động khi mọi người đây đến tham dự cái buổi họp báo hôm nay. Chúng ta chúc cho tất cả mọi người buổi chiều thật vui vẻ, sức khỏe và thành công trong mọi lĩnh vực. Xin cảm ơn ạ. Còn Huyền Trang, bạn chia sẻ đôi điều. Và một lời chào nồng nhiệt, một lời biết ơn chân thành nhất tới tất cả các anh các chị, tới tất cả các anh chị truyền thông, báo giới và những bạn bè đồng nghiệp, những người rất thương yêu của Huyền Trang đã luôn ủng hộ Huyền Trang. Xin gửi lời biết ơn chân thành nhất. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, dự án âm nhạc Về Miền Ký Ức của tác giả Lê Xuân Bắc với sự phối hợp của ca sĩ Huyền Trang lần này sẽ ra mắt 4 MV. Và một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ được thưởng thức 4 MV đó, 4 MV, 4 bài hát đều mang đậm cái dòng nhạc trữ tình quê hương. Và anh Bắc là một người mà sáng tác rất nhiều bài, nhưng trong dự án âm nhạc lần này thì sẽ là 4 ca khúc mang âm hưởng dân gian. Và đặc biệt là có những cái ca khúc viết về quê hương của anh Xuân Bắc, cũng như là những cái ca khúc viết về miền Trung, viết về Nghệ An, Hà Tĩnh, rất là đi vào lòng người. Và tôi nghĩ rằng là đây là một trong những thế mạnh của anh Lê Xuân Bắc và cũng chính là sở trường của Sao Mai Huyền Trang. Bài hát vừa rồi mà quý vị vừa thưởng thức đó chính là một bài hát nằm trong 4 MV. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ, vừa rồi thì chúng ta sẽ nghe hát, và một lát nữa thì chúng ta sẽ được nghe lại chính MV này, chính bài hát này, nhưng mà ở sản phẩm là MV. Còn bây giờ thì để mà chúc mừng cho cái sự thành công của 4 MV ngày hôm nay ra mắt thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị ở dưới bàn đã có những ly rượu rồi. Và bây giờ thì hãy cùng anh Lê Xuân Bắc và Huyền Trang, xin mời các anh các chị chúng ta hãy cùng đứng dậy nâng ly để chúc mừng cho sự thành công của dự án âm nhạc Về Miền Ký Ức ạ. Các anh các chị đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Vâng, và bây giờ thì Bá Lục sẽ hô 1, 2, 3 thì chúng ta, thôi chúng mình cứ rô một cái cho nó không khí được không ạ? 1, 2, 3, vô! Vâng, xin được cảm ơn các chị rất nhiều, và một lần nữa xin chúc mừng anh Lê Xuân Bắc và ca sĩ Huyền Trang đã có 4 sản phẩm âm nhạc đậm chất quê hương ra mắt của trường ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị ạ. Và xin mời anh Lê Xuân Bắc và Huyền Trang chúng ta hãy cùng xuống phía dưới để chia sẻ với mọi người. Vâng, kính thưa các anh các chị và các bạn, chúng ta sẽ có 4 MV. 4 MV này thì được dàn dựng bởi 3 đạo diễn. Thứ nhất là anh Dương Thế Hùng, thứ hai là đạo diễn Philip Phạm, và thứ ba là đạo diễn Nguyễn Anh Dũng. Thì một lát nữa chúng ta sẽ cùng được thưởng thức 4 MV này trọn vẹn. Và ngày hôm nay thì cũng như là những cái buổi gặp gỡ báo chí khác thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, những cảm nhận cũng như là những cái câu hỏi của các anh các chị nhà báo đối với ekip thực hiện chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng rất là muốn được lắng nghe những chia sẻ của các chị em nghệ sĩ, anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp của Huyền Trang
cũng như là những vị khách mời của anh Lê Xuân Bắc. Họ có thể khi mà xem MV thì họ có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình về những bài hát đó, về cái cảm xúc của mình sau khi thưởng thức những sản phẩm âm nhạc này. Và một lần nữa thì chúng tôi rất mong muốn một lát nữa thôi các anh các chị sẽ cùng đặt ra những câu hỏi cũng như những chia sẻ của mình dành cho ekip thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì xin mời các anh các chị sẽ đến với MV đầu tiên. Hãy dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón MV Quê Hương Nhớ Thương. Vào thương
trên đầu nghe câu hát sông quê. Vâng, xin một tràng vỗ tay nữa cho MV Quê Hương Nhớ Thương ạ. Đúng như là tôi nói ban đầu, một chùm ca khúc, trong đó những có những cái khúc như là bài đầu tiên chúng mình vừa được xem cái MV vừa rồi, thì thấy rằng là cái màu âm nhạc dân gian nó rất là đậm đặc và rõ ràng là những cái hình ảnh đậm chất quê hương. Và tôi nghĩ rằng là bất kỳ ai mà sinh ra từ làng thì khi mà xem MV này thì đều nhớ về quê hương của mình. Cũng như là giống như hôm nay chúng ta đến đây, chúng tôi, ban tổ chức chúng tôi đã set up một cái không gian sang trọng nhưng mà nó rất là có những cái sự hoài niệm đó. Và tôi tin chắc rằng là từ backdrop đến việc set up như này tạo cho quý vị những cái cảm xúc nhất định khi mà mình nhớ về miền quê hương yêu dấu của mình. Còn bây giờ để trò chuyện kỹ hơn về cái dự án âm nhạc lần này cũng như là các MV thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu tác giả Lê Xuân Bắc, ca sĩ Huyền Trang và đạo diễn Dương Thế Hùng, và một người cũng rất quan trọng góp phần vào thành công của các sản phẩm đó là phối khí Minh Dương ạ. Xin mời ạ. Xin bộ phận âm thanh có thể chuyển thêm cho chúng tôi một cái micro nữa được không ạ? Xin mời anh Bắc ngồi giữa đi ạ. Vâng. Minh Dương vào đây. Vâng, xin được giới thiệu lại với các anh chị là tác giả Lê Xuân Bắc, ca sĩ Huyền Trang, đạo diễn Dương Thế Hùng và phù thủy của anh chị em nghệ sĩ ngồi dưới phối khí Minh Dương. Thì anh Dương Thế Hùng là người tác giả của hai MV Thanh Hóa Anh Hùng và Quê Hương Nhớ Thương. Thì vừa rồi chúng ta đã được xem cái MV đầu tiên là Quê Hương Nhớ Thương. Câu hỏi đầu tiên thì có lẽ là tôi nghĩ rằng là mọi người khi mà xem MV vừa rồi thì đều rất là xúc động khi mà những cái giai điệu ngọt ngào vang lên, những ca từ rất là mộc mạc, những hình ảnh rất là quen thuộc đối với mỗi người mà sinh ra ở các miền quê. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ dành cho anh Lê Xuân Bắc, đó là cái việc mà vì sao mà anh, mặc dù là anh là một doanh nhân, anh sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà anh luôn luôn đắm đuối với những cái tình cảm về quê hương, và những cái ca khúc của anh cũng đa phần là viết về quê hương. Thì điều gì khiến anh luôn luôn đắm đuối với những cái chất liệu về quê hương như vậy ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh Ngô Bá Lục. Có lẽ là tôi cũng sinh ra lớn lên ở miền quê, một vùng quê nghèo. Thì trong cái tuổi thơ của tôi hay những ký ức của tôi thì mình sống trong một cái sự chia sẻ của một cái miền quê, của làng quê, trong một cái tình cảm rất là đầm ấm, chia cho nhau từng mớ rau quả cà. Và trong những ký ức của mình qua những
những cái sự lam lũ của mẹ, của bố để nuôi con vượt qua cuộc sống khó khăn. Nhất là tôi sinh ra vào thời chiến tranh, thời bao cấp, nên là thực ra là cái miền quê nghèo rất nhiều khó khăn, và những cái tuổi thơ nó cứ thấm sâu vào trong tôi, và lúc nào nó cũng đi theo tôi suốt cả cuộc đời. Và những cái ký ức tuổi thơ, ví dụ những thời còn trẻ đi học đuổi bướm bắt ve, rồi là thả diều đá bóng, rồi những cái tắm mát những bờ sông, những dòng sông, rồi tắm biển, tất cả những cái nó cứ đi theo mình suốt cả cuộc đời, và lúc nào nó cũng do cho mình một cảm xúc. Và dần những khi tôi trở về quê thì những cảm xúc lại dâng trào, và mỗi khi mà mình chấp bút và viết những lời bài hát thì thường những quê hương nó đã hiện lên trong tôi, và cái lời bài hát tôi cũng được thể hiện. Và đây là lý do tại sao tôi rất hay làm bài hát về quê hương. Vâng, xin cảm ơn Lưu Xuân Bắc ạ. Còn Huyền Trang, bạn là một quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian, thì đương nhiên những cái bài hát mang âm hưởng dân gian thì là sở trường của bạn rồi. Nhưng mà với anh Lê Xuân Bắc thì có một cái điều gì khiến Trang phải nói rằng là ngoài cái việc mà yêu thích những cái ca khúc của anh Lê Xuân Bắc, còn là một người mà rất là nhiệt tình, phải nói là cực kỳ nhiệt tình trong cái việc mà đưa những cái ca khúc của anh Lê Xuân Bắc đến với đông đảo công chúng. Huyền Trang có thể chia sẻ mọi người. Điều đầu tiên mà Huyền Trang đồng cảm với anh Lê Xuân Bắc đó là những ca từ, những cảm xúc mà xuất phát từ tấm lòng chân thật của anh. Đối với Nhơ, mẹ, đối với quê hương, với những tình cảm mà thật nhất, mộc mạc nhất, thì Huyền Trang đồng cảm với điều đó. Và một điều nữa trong cái MV lần này thì Trang rất muốn là đâu đó nó là một cái riêng của anh Lê Xuân Bắc, nhưng cũng là một cái chung của tất cả mọi người. Tại sao mọi người có thể thấy trong MV đó là xuất hiện ngôi nhà mà anh Bắc đã từng sinh sống với cha mẹ của mình. Anh là một người rất yêu cha mẹ. Và cái bàn thờ đó cũng chính là hình ảnh của chính cha mẹ anh và anh trai của anh nữa. Thì Huyền Trang muốn là qua MV, nó cũng là một cái sự đánh dấu, là một cái sự để lại, một cái cảm xúc của anh Lê Xuân Bắc đối với âm nhạc, đối với cả những cái điều mà anh đã trải qua. Và Huyền Trang rất trân trọng cái tình cảm đó, cũng như là cái ký ức của anh. Và cái tên dự án lấy tên là Về Miền Ký Ức, đó là những niềm vui, những nỗi buồn, những đau khổ, những khó khăn mà anh đã trải qua, nó đi dọc theo miền ký ức của anh và đánh dấu trong một cái dự án của anh. Cảm ơn Huyền Trang ạ. Một chia sẻ rất hay và rất là xúc động ạ. Dương Thế Hùng, bạn là người làm hai cái MV này. Thực ra hai cái MV này nó tương đồng về âm nhạc, tương đồng về nội dung. Thì thực ra là làm hai MV mà cùng một lúc để giới thiệu trong cùng một dự án thì tôi nghĩ rằng là nó khá là khó. Bởi vì làm sao mà nó vẫn phải là mang được cái thông điệp là cái tình yêu quê hương, cái nỗi nhớ thương quê hương của anh Bắc khi là một người con xa quê. Nhưng mà nó lại vẫn phải có những cái sự khác biệt để tạo nên cái diện mạo của từng MV. Thì điều đó có gây áp lực cho anh không, và anh đã phải làm như thế nào để vượt qua những cái áp lực đó? Vâng, lần đầu tiên Hùng xin kính chào quý vị và các bạn trong trường quay ngày hôm nay ạ. Thì Hùng xin giới thiệu qua là Hùng và Trang thì cũng đã làm việc với nhau rất là nhiều rồi, rất là lâu rồi. Và Trang cũng tháng 12 năm 2010 năm 2021 thì cũng có nhờ Hùng thì đạo diễn hai MV, một MV liên quan đến Thanh Hóa và một MV liên quan đến quê hương. Thì bản chất hai MV đấy thì cũng liên quan đến quê hương, là cũng giống nhau. Còn sau khi mà sản xuất MV Quê Hương Nhớ Thương thì trong nội dung kịch bản thì mình đã đưa một người con gái là xa quê, trở về quê, nhớ lại những ký ức ngày xưa, tuổi thơ của mình về quê hương. Còn với MV Sứ Thanh thì tí nữa quý vị và bạn cũng sẽ được theo dõi sau. Thì mình lại lấy là một nhân vật là ở tỉnh khác đến học tập và làm việc tại quê hương Sứ Thanh, và sẽ được trải nghiệm những cái di tích lịch sử, những cái nét văn hóa của quê hương Sứ Thanh. Thì hai MV đấy thì mình xây dựng hai nhân vật thì khác một chút là như vậy ạ. Nghe giọng thì không biết là có phải là anh cũng là người Thanh Hóa đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chia sẻ với quý vị và bạn là mình ở Hà Nội từ năm 2007-2008.
Thì sau đó thì cũng sản xuất em album MV Huyền Trang Sao Mai năm 2014. Thì sau đó thì vì một lý do gì đấy thì năm 2015 thì mình đã về quê ạ, và mình đã lập nghiệp tại gây dựng sự nghiệp tại quê hương Thanh Hóa. Vâng ạ. Và đến năm 2022 thì lại được rất là vui mừng và được làm việc tiếp với Huyền Trang Sao Mai ạ. Có một cái điều rất là hay khi một lát nữa là chúng ta được xem MV Thanh Hóa Oai Hùng, một người con Thanh Hóa viết về Thanh Hóa, được một chàng trai đang lập nghiệp ở Thanh Hóa làm về Thanh Hóa. Cho nên là những cái địa danh xuất hiện ở trên đấy rất là đẹp, và có những cái địa danh tôi chưa bao giờ nhìn thấy luôn, mặc dù mình đi Thanh Hóa cũng rất là nhiều. Thì đấy chính là những cái lợi thế khi là một người con của Thanh Hóa, khi mà anh Bắc anh viết về Thanh Hóa với những cái cảm xúc rất là chân thành, với những cái ca từ rất là mộc mạc gần gũi. Và những cái còn khi mà bạn Hùng bạn ấy chuyển tải từ cái giai điệu và ca từ đó thành một cái câu chuyện bằng hình ảnh thì nó lại mang lại cho khán giả những cái cảm xúc rất là khác biệt. Đó là những cái hình ảnh trong MV nó rất là thân thương, và thực sự là nếu như là đã nghe nhạc rồi thì đã có cảm xúc rồi, nhưng mà khi mà xem hình ảnh thì sẽ thấy rằng là mọi người nếu mà ở xa quê chắc sẽ muốn chạy về quê luôn. Đấy là một cái điều rất là thú vị khi mà xem những MV này. Còn bây giờ thì xin hỏi bạn Minh Dương, là bạn là một người phối khí cho rất là nhiều những cái bài hát của các ca sĩ trẻ ở Hà Nội, và đa phần thì đều là những của những nhạc sĩ chuyên nghiệp họ viết. Giống như cái bạn đã quen cái màu sắc, quen cái khẩu vị, quen cái style của những nhạc sĩ rồi, thì cái việc mà khi mà đưa một bản nhạc cho bạn thì bạn, ví dụ của một người nhạc sĩ quen thuộc hoặc là một nhạc sĩ nổi tiếng, thì bạn hiểu ngay là nó lại sẽ cái kiểu hình dung nó rất là có thể sẽ dễ cho bạn. Nhưng mà một người mà gọi là tay ngang như anh Bắc thì khi mà phối khí những cái bài hát ở trong cái dự án thì có khó khăn gì không, và bạn cảm thấy có cái điều gì hứng thú khiến bạn hứng thú khi mà phối khí những cái bài hát của anh Lê Xuân Bắc? Vâng, em xin trả lời câu hỏi của anh là thực ra thì anh Lê Xuân Bắc thì em đã làm việc với anh Lê Xuân Bắc là cũng khá nhiều tác phẩm rồi, cũng dành cho ca sĩ Huyền Trang hát, nhưng mà đặc biệt thì có cũng may mắn cho em là được hạnh phúc là được trực tiếp hòa âm phối khí cho cả 4 cái MV ra mắt lần này. Thì để nói về cái âm nhạc như anh Ngô Bá Lục có hỏi là của tác giả chuyên nghiệp và tác giả tay ngang ấy, thì em thấy cái âm nhạc của anh Lê Xuân Bắc thì lại rất là dễ hòa âm. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái con người của anh ấy, trong cái ca từ, mọi người nghe ca từ mọi người đã thấy là nó rất là gần gũi, thân thương, và những cái ca từ nó rất sâu sắc, nhưng nó không quá xa vời. Âm nhạc của anh ấy nó không quá bác học, nó không quá là cao siêu, nhưng mà nó lại rất là thân thương, gần gũi. Cái giai điệu của nó đậm chất dân gian nên là nó thuận, gọi là như trong nghề bọn em gọi là âm nhạc ngũ cung đấy. Tất cả các tuyến giai điệu của nó đã khi mà hát lên ấy, khi em xem qua bản nhạc ấy thì nó đã có cái trật tự nhất định rồi, nó có các cái tuyến mà mình thực ra mình cái chính việc như thế thì lại rất là dễ dàng cho nhạc sĩ hòa âm. Bởi vì khi mà hát lên không thôi, chưa có nhạc nhé, chứ là chưa có cái phần beat ấy, mà hát không cái giai điệu thôi là mình đã cảm thấy là nó dễ chịu rồi. Thế nên khi mình đặt hòa thanh rồi là mình phối khí tất cả các nhạc cụ khác vào, đưa vào thì đưa vào cái là nó hòa quyện vào với nhau luôn. Tuy nhiên thì trong quá trình làm việc thì tác giả của ca sĩ và nhạc sĩ hòa âm cũng có những cái chút mà chúng ta thi thoảng phải trao đổi để mình, trao đổi để mình co kéo làm sao để cho nó phù hợp. Ví dụ như là mình làm tốc độ nó hơi nhanh thì anh Bắc bảo là em ơi cho anh xuống chậm một chút để cho nó tình cảm, thì nó đúng cái ý đồ của anh ấy. Thì mình thực ra những cái đấy nó rất đơn giản, mình chỉ chỉnh sửa một chút thôi. Thế thì cũng xin chúc mừng anh Bắc là có 4 cái MV rất là tuyệt vời. Và có một điều nữa là Minh Dương xuất phát là một người chơi nhạc, nên là bạn ấy rất hiểu làm sao để đặt để từng cái câu, từng cái hòa thanh âm nhạc ngũ cung và âm nhạc dân gian. Và cũng rất là biết chiều Huyền Trang nữa. Ví dụ câu nào Huyền Trang hát nhỏ thì có thể là bỏ nhỏ lại cho Huyền Trang trong những từng câu nhạc. Bạn ấy rất là kỹ, và qua đây cũng cảm ơn Minh Dương đã dành thời gian để mà chiều chị. Để nói rằng là một người mà tôi cho rằng là trong lúc làm việc thì không biết là có khó tính hay không, nhưng mà tôi tiếp xúc và ngồi nhậu với Minh Dương rồi, máu lắm. rất là dễ, rất là thân thiện, rất là gần gũi. Và đấy chính là cái điều mà là một trong những nhạc sĩ trẻ phối khí Hà Nội rất là đắt xô,
Đó, nhiệt tình. Và Huyền Trang cũng muốn chia sẻ thêm một chút nữa về anh Lê Xuân Bắc. Mọi người có thể mường tượng là anh là một người làm kinh tế đi. Thế nhưng mà Huyền Trang cũng phải bày tỏ cái sự ngưỡng mộ của mình đối với một người mà yêu âm nhạc vô điều kiện. Có rất nhiều hôm mà anh hỏi Huyền Trang là thực ra anh không biết anh làm âm nhạc để làm cái gì đâu. Vừa mất tiền này, vừa mất công này, mất thời gian, lại không tập trung được vào công việc của anh nữa. Chắc chắn là sẽ hỏi thu thủy như thế đúng không ạ? Nhưng Huyền Trang có nói với anh rằng giá trị của tinh thần nó không bao giờ có thể dùng bất cứ một cái gì để đong đếm được cả. Và Trang cho rằng anh cũng đã trải nghiệm được cái việc đó qua đến bây giờ hiện tại là khoảng 160 đến 170 ca khúc. Và trong đó thì Huyền Trang đã thể hiện 60 đến 70 ca khúc. Và Trang nghĩ là đó là một giá trị lớn nhất mà trong cuộc đời của một người nghệ sĩ có thể để lại được. Nhưng đối với anh, một doanh nhân lại thêm một cái lĩnh vực nữa, đó là một nghệ sĩ, một tác giả để lại cho cái âm nhạc những cái điều mà hết sức đặc biệt, và cũng bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ cũng như là cảm phục đối với anh Lê Xuân Bắc, một người ngoại đạo nhưng yêu âm nhạc vô điều kiện, để những người như Huyền Trang ấy có thể có nhiều cơ hội để mà đưa những cái cảm xúc hết sức là thật, rất là mộc mạc của một người bình thường đối với những cảm xúc bình thường nhất. Phải nói là anh Bắc thì vừa nãy Huyền Trang có nói đấy, với cái kho tàng âm nhạc của anh ấy thì không chỉ là một live show như là cách đây 2 năm anh Bắc đã làm một cái live show, và chắc hơn 100 bài hát chắc phải làm 80 live show mới hết, đúng không? Và anh trong cái live show đó ấy, thì là phải cân đo đong đếm xem là bài này được không hay là lấy bài này hay hơn. Nhưng mà bây giờ ấy, thì cực kỳ khó hơn, là bởi vì nếu làm live show ấy, em nghĩ chắc phải 3 tiếng đồng hồ mới đủ. Đúng rồi, không biết là bài nào cũng muốn, đúng không ạ? Thực ra thì tôi cũng được may mắn được anh Bắc mời làm MC trong live show của anh ấy ở Cung Văn Hóa Việt Xô cách đây 2 năm anh nhỉ. Thì thực sự là làm việc với anh Bắc rất là dễ chịu, và bởi vì là mình là một cái người mà cũng dạng tay ngang đến với nghệ thuật, đến với âm nhạc, thành ra là rất là đồng cảm với anh Bắc, là yêu một cách say mê và đúng như Trang nói là vô điều kiện. Thì đấy là một cái điều rất là đáng quý anh Lê Xuân Bắc. Thực ra thì về doanh nhân thì họ, đặc biệt là những nam doanh nhân, thường thì họ có rất là nhiều những cái thú vui giải trí khác. Nhưng mà anh Bắc thì lại rất may mắn cho nền âm nhạc là anh lại có thú vui giải trí bằng âm nhạc. Đấy là một cái điều rất là hay, và chúng ta đã được thưởng thức những tác phẩm của anh Lê Xuân Bắc rồi. Hoặc là ở đây có rất là nhiều anh chị em nhà báo cũng như là những người bạn, những người khách mời của anh Lê Xuân Bắc, các nghệ sĩ Thu Thủy rồi thì Bùi Lê Mận là những người mà đã từng hát những cái ca khúc của anh Lê Xuân Bắc, thì đều thấy rằng là anh là một người rất là đam mê, và đấy là một cái điều rất là đáng quý. Bây giờ thì chúng tôi cũng rất là muốn dành 2 câu hỏi dành cho các chị nhà báo ở dưới, xem là không biết có anh chị nhà báo nào có câu hỏi gì với lại đặc biệt với lại anh Dương Thế Hùng đó. Bởi vì anh Hùng là làm 2 MV vừa rồi, chúng ta có 1 MV rồi, và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ phát 1 MV nữa do anh Dương Thế Hùng làm đạo diễn, thì không biết là có cái câu hỏi nào không ạ? Hoặc là có anh chị nào có chia sẻ cảm xúc gì không ạ? Ok, tôi mời Thu Thủy đi. Thu Thủy là một người mà từng hát ca khúc của anh Lê Xuân Bắc, và cũng là người mà có mặt trong live show của anh Lê Xuân Bắc. Cho nên là cũng muốn Thu Thủy sẽ chia sẻ một vài cảm xúc của mình. Xin giới thiệu đây ạ. Có thể lẽ là Thủy có thể đứng lên trên này cũng được. Vâng, thôi em đứng ở dưới này cũng được ạ. Em cảm ơn anh Lục đã cho em ưu ái để được chia sẻ một chút đôi điều về anh Bắc, về chị Trang. Em xin gửi lời chào tới tất cả các anh chị nhà báo cùng toàn thể các anh chị khách quý đang có mặt tại khán phòng buổi chiều của chúng ta ngày hôm nay ạ. Thực sự là ngày hôm nay đến đây được gặp anh Bắc, được gặp chị Trang, em cảm thấy rất là vui và xúc động ấy ạ. Anh Bắc và chị Trang, đối với em cảm thấy là có khá là nhiều duyên nợ giữa ba anh em mình. Lần đầu tiên mà em có duyên được thể hiện những cái ca khúc của anh Bắc là trong cái live show cách đây 2 năm á. Em khi mà chị Trang chị ý gọi cho em bảo Thủy ơi, sắp tới thì có một người anh như này, anh ấy làm doanh nhân,
thì có những cái ca khúc như này, như này có muốn gửi gắm tới em có thể thể hiện được giúp anh những cái ca khúc như vậy được không? Em thực sự là khi được nhận được cái lời mời đấy em cũng cảm thấy cũng hơi băn khoăn một chút, bởi vì là trong cái suy nghĩ của em là không biết là người anh doanh nhân này viết bài như nào và liệu rằng là có hợp với cái phong cách của em hay không. Nhưng khi mà em nhận được những cái bài hát của anh Bắc, em thực sự rất là bất ngờ ạ. Em không nghĩ rằng là một người làm kinh doanh như anh Bắc mà có thể giống như chị Trang cũng vừa rồi cũng chia sẻ, những cái ca từ trong cái bài hát của anh ấy rất nhiều cảm xúc. Và thực sự là khi được nghe, khi được nhận những cái bài hát đấy, và em cũng cảm nhận được cái sự gần gũi, rất là nhiều những cảm xúc trong cái bài hát của anh ấy. Là ngay sau đấy là em cũng nhận lời mời luôn. Và thực sự là sau cái live show ấy thì em cũng nhận được rất là nhiều những cái tình cảm, những lời chia sẻ của các anh chị em trong giới rằng là Thủy hát nhạc của anh Bắc hợp thế. Sau live show đấy, chị Trang đúng không ạ? Và ngay sau cái live show ấy thì cái duyên nợ của ba anh em cũng từ đấy. Sau ấy thì đến bây giờ em cũng rất là may mắn được anh Bắc cũng gửi gắm khá nhiều bài hát để em được thể hiện. Hai anh em cũng đang có những cái dự án, có những cái bài hát em cũng đang nợ anh Bắc, cũng chưa làm xong mấy bài. Hôm nay gặp anh Bắc là đấy, Thủy ơi, em vẫn đang còn nợ anh đấy, và em cũng còn nợ anh. Em xin được chúc mừng anh Bắc và chị Trang. Hôm nay em thật sự rất là xúc động. Anh Bắc thì ở trong Sài Gòn, em thì ở ngoài Hà Nội, nên là cái điều kiện hai anh em gặp nhau rất là ít. Nên là hôm nay may mắn quá có dịp có được họp báo ngày hôm nay, nên là em có dịp được gặp anh chị ở đây. Em xin được chúc mừng anh chị rất nhiều ạ. Em xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn quán quân Sao Mai nhạc nhẹ Thu Thủy. Vâng, xin cảm ơn cái lời nhận xét của tương đối ưu ái của Huyền Trang, của Minh Dương và Thu Thủy. Rất là xúc động với lời nhận xét đấy, và cũng mong là sẽ được cộng tác cùng với Huyền Trang, Minh Dương, Thu Thủy thêm nhiều sản phẩm âm nhạc nữa. Một lần nữa xin cảm ơn. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là hôm nay là một cái buổi họp ra mắt cái dự án âm nhạc Về Miền Ký Ức với những cái ca khúc mang âm hưởng dân gian, nhưng mà vừa rồi chị cũng một cái chia sẻ của Thu Thủy thì là một cái luồng khác của anh Xuân Bắc, tức là những cái phong cách, những cái ca khúc mang phong cách nhạc nhẹ anh Bắc sáng tác cũng rất là hay, và hy vọng là một cái dịp gần nhất chúng ta có thể được thưởng thức những cái tác phẩm đó. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lại tiếp tục đắm chìm trong không gian âm nhạc của anh Lê Xuân Bắc với giọng hát của Huyền Trang, với MV tiếp theo, một MV của Dương Thế Hùng làm đạo diễn, MV Thanh Hóa Oai Hùng. Sông Ma qua cầu Hàm Rồng đến vùng đất linh thiêng, có đền Bà Triệu xưa cưỡi voi đánh giặc, đạp cơn sóng dữ chém cá kình khơi xa. Ngược về thăm thành nhà Hồ di tích, những chiến công sử sách anh hùng, vùng Lam Kinh đất kinh thành tôn kính bao đời vui.
đấu tranh gìn giữ đất trời. Về hoàng hóa thăm đất tráng lấy lương, những anh tài giang danh cho đất nước. Hòn vọng phung mái son sắp thủy chung, như người xưa thanh bao đời trần mạc với truyền thống cha ông gìn giữ nước nhà. Về xứ Thanh mới hiểu lòng người Thanh Hóa, vượt khó gian lao qua bao đời trăng quang, một vùng đất khô cằn mưa vùi bão gió, đất anh hùng linh kiệt ngàn năm. Ôi Thanh Hóa quê ta tự hào biết mấy, một miền quê vang vọng những chiến công oai hùng. Dòng sông mát qua cầu Hàm Rồng đến vùng đất linh thiêng, có đền Bà Triệu xưa cưỡi voi đánh giặc, đạp cơn sóng dữ chém cá kình khơi xa. Ngược về thăm thành nhà Hồ Di Tích, những chiến công sử sách anh hùng, vùng Lam Kinh đất kinh thành tôn kính, bao đời vua đấu tranh gìn giữ đất trời. Về hoàng hóa thăm đất tráng lấy lương, những anh tài giang danh cho đất nước. Hòn vọng phu mái son sắp thủy chung, như người xưa thanh bao đời trần mạc với truyền thống cha ông gìn giữ nước nhà. Về xứ Thanh mới hiểu lòng người Thanh Hóa, vượt khó gian lao qua bao đời trăng quan, một vùng đất khô cằn mưa vùi bão gió, đất anh hùng linh kiệt ngàn năm. Ôi Thanh Hóa quê ta tự hào biết mấy, một miền quê vang vọng những chiến công oai hùng. Về xứ Thanh mới hiểu lòng người Thanh Hóa, vượt khó gian lao qua bao đời trăng quan, một vùng đất khô cằn mưa vùi bão gió, đất anh hùng linh kiệt ngàn năm. Ôi Thanh Hóa quê ta tự hào biết mấy, một miền quê vang vọng những chiến công oai hùng, một miền quê tự hào biết mấy. Vâng, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt hơn nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây thì chúng
chúng ta lại tiếp tục dành một tràng vỗ tay nữa để chào đón sự quay trở lại của ca sĩ Huyền Trang với ca khúc Trăng Non Lỗi Hẹn. Xin mời quý vị. Những câu
Vâng, cảm ơn hai nghệ sĩ múa và cảm ơn Huyền Trang với bài hát rất là cảm xúc vừa rồi. Em ơi, em đi đâu đấy? Mời em ngồi. Vâng, và sau đây thì chúng tôi xin được mời lên sân khấu sự quay trở lại của anh Lê Xuân Bắc. Được chúng tôi mời anh Mạnh School, một người cũng rất quen thuộc của anh chị em nghệ sĩ và đạo diễn Philip Phạm ạ. Và một người đạo diễn một MV nữa trong chương trình, đó là đạo diễn MV Nghe Câu Ví Dặm Người Thương. Xin mời đạo diễn Nguyễn Anh Dũng ạ. Bây giờ thì Lục xin phép được đứng. Nguyễn Sang, em ngồi lại đây. Đây, xin mời em ngồi đi, em ngồi đi. Thôi em ngồi đi. Đấy, tại hôm nay anh mặc bộ này rất là đẹp nên anh muốn đứng để cho mọi người ngắm. Ok, vừa rồi chúng ta được thưởng thức bài hát Trăng Non Lỗi Hẹn. Đây cũng là một trong 4 MV với sự dàn dựng đạo diễn của anh Philip Phạm. Thì xin giới thiệu lại với mọi người một lần nữa. Đây là đạo diễn Nguyễn Anh Dũng ạ. Hiện anh đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Đạo diễn Philip Phạm và anh Mạnh School. Anh vừa vượt gần 700 cây số từ Huế về đây với Huyền Trang ạ. Thực ra thì tối qua Huyền Trang có nói rằng là anh Mạnh không tham dự được bởi vì đang ở Huế, hình như là làm festival hay sao ấy, cho nên là không ra được. Nhưng mà đến trưa nay, sau khi ăn trưa xong thì Huyền Trang đã nhắn tin là anh ơi, anh Mạnh đã vượt gần 800 cây số để về dự họp báo rồi. Cảm ơn Mạnh rất là nhiều với sự nhiệt tình này. Và cho nên là Mạnh sẽ chia sẻ cảm xúc đầu tiên. Khi Mạnh là vừa là người phối khí mix master 4 cái bài này, thì em có thể chia sẻ một vài cảm nhận của mình về thôi về anh Lê Xuân Bắc đi, còn về Huyền Trang thì chắc là quá là quen thuộc với nhau rồi. Khi mà làm những cái sản phẩm của Huyền Trang, hát những cái ca khúc của anh Lê Xuân Bắc, và khi tiếp xúc với anh Lê Xuân Bắc thì cảm nhận của Mạnh như thế nào và Mạnh có cảm xúc như thế nào về cái buổi ra mắt dự án ngày hôm nay? Vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến tất cả các quý vị cũng như mọi người có mặt trong cái buổi ra mắt dự án âm nhạc của nhạc sĩ Lê Xuân Bắc và ca sĩ Huyền Trang ngày hôm nay. Có lẽ là cái cảm nhận đầu tiên chung của mọi người khi mà nghe các cái ca khúc của anh Lê Xuân Bắc, đó là một cái sự gần gũi, giai điệu rất là dễ nghe và mọi người rất là dễ cảm nhận những cái lời trong cái ca khúc muốn truyền tải đến cho khán giả. Còn trong cái quá trình thu âm thì em và Huyền Trang liên tục gọi là gì Huyền Trang nhỉ, gửi những cái tin thoại cho anh Bắc nghe qua, vì anh rất là mong chờ những cái sản phẩm, những ca khúc mà anh rất tâm đắc. Khi mà gửi những cái bản audio đó thì từ xa là anh trong thành phố Hồ Chí Minh, thì ekip đang thu âm và anh cùng trao đổi, và bọn tất cả ekip trong phòng thu cũng như ca sĩ nghe những khi mà ca khúc
ca sĩ được hát lên trên cái phần nhạc đệm của nhạc sĩ Phối Khí thì nó ra rất nhiều những cái gọi là cần thay đổi hoặc là các cái sáng tạo để cho cảm nhận của khi mà nhạc sĩ nghe cùng với phần hát của ca sĩ ấy, thì anh Bắc là có những cái góp ý mà để Huyền Trang cũng như là ekip khi mà thu âm cùng thay đổi để cho cái sản phẩm nó sẽ được tốt hơn. Và đôi khi cũng có những cái góp ý của ekip sản xuất cũng như là ca sĩ với nhạc sĩ. Thì anh Lê Xuân Bắc là rất gọi là ghi nhận và anh em cùng trao đổi để cho sản phẩm được tốt hơn. Một lần nữa xin chúc mừng anh Lê Xuân Bắc và Huyền Trang. Cảm ơn tất cả. Vâng, cảm ơn bạn Mạnh School, một người làm mix master rất là nổi tiếng ở Hà Nội, đặc biệt là rất thân quen với một số cái bạn ngồi giữa và ngồi bàn đầu này. Chúng ta vừa được nghe cái ca khúc Trăng Non Lỗi Hẹn và một lát nữa, ngay sau đây thì chúng ta sẽ được xem MV này. Và MV này thì do Philip Phạm làm đạo diễn. Đây là một cái MV khác hoàn toàn với ba MV còn lại, tức là một cái câu chuyện có nhân vật và tức là nó rất là nổi bật. Nó giống như một bộ phim ca nhạc và nó mang một màu sắc hơi cổ xưa một tí, không phải là cổ trang nha, nhưng mà rất là xưa. Philip Phạm có thể chia sẻ với mọi người là vì sao bạn lại nghĩ ra cái ý tưởng là những cái câu chuyện nó xưa cũ, từ cách đây, về tôi xem về trang phục thì có khoảng về cảm giác là phải 6-70 năm đó. Thì vì sao bạn lại có cái ý tưởng đó và có cái điều gì khó khăn khi mà phải làm một cái MV mà nó có rất là nhiều những cái đại cảnh rất là hoành tráng. Bạn có thể chia sẻ với mọi người. Lần đầu tiên em xin chào tất cả mọi người tại hội trường ngày hôm nay. Khi dựng dự án Trắng Nón Lội Hẹn của Huyền Trang thì cái điều em rất đặt đó là tại vì cái bài hát nó quá hay và khi mình lên kịch bản nó mất rất nhiều thời gian. Về nhân sự, về con người nó quá đông, tại vì mình nghĩ ra một cái kịch bản rất là khó. Và khi trao đổi với Trang á, là bảo là cái bài hát này quá hay, nếu mình làm không đến á, thì nó hư bài hát đi. Thành ra là suy nghĩ rất phải gần 2 tuần trả lời Trang. Tại vì mình làm nghệ thuật, mình rất là đam mê, rất yêu nghề, chứ cũng phải là vì nhiều vấn đề nữa. Thành ra là mình trao đổi Trang là bảo là ở cái bài này phải làm đến. Và có rất nhiều vấn đề rất là khó, ví dụ như trang phục. Trang phục mà bài hát này cũng rất là công phu. Thành ra là khi làm việc với ekip thì mai sau là Trang rất là chịu chơi. Trang sẵn sàng ok ngay. Thành ra em cũng rất là vui khi hoàn thành cái sản phẩm. Mình cảm nhận nó tạm ổn. Một lát nữa mọi người sẽ được cảm nhận. Vâng, xin cảm ơn bạn Philip Phạm rất là nhiều. Còn một người nữa, đó chính là anh Nguyễn Anh Dũng. Nguyễn Anh Dũng thì là một đạo diễn trẻ của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh làm rất là nhiều những cái sản phẩm dàn dựng ở trên sân khấu nhưng mà cho truyền hình. Thế còn khi mà làm một cái MV ca nhạc thông thường như thế này thì có những cái sự khó khăn gì hay là làm một cái giống như là một cái nơi mà để cho Dũng có thể được sáng tạo ở một cái góc rất là khác so với những cái sản phẩm truyền hình mình làm không? Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là với cái MV Nghe Câu Ví Dặm Người Thương thì cũng là một cái bài hát mà rất là quen thuộc với cái giai điệu cũng như ca từ rồi cái chất liệu âm nhạc dân gian. Vậy thì bạn có những cái ý tưởng như thế nào để cho nó tạo được cái sự khác biệt cho cái sản phẩm này? Dạ vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của anh Lục. Em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả ngồi dưới căn phòng và xin chúc mừng anh Lê Xuân Bắc và Huyền Trang đã có một cái buổi họp báo rất là cảm xúc như ngày hôm nay. Khi mà nhận được cái lời mời của Huyền Trang để quay cái MV thì em cũng rất là mừng, bởi vì là em và Trang thì đã được kết hợp với nhau làm rất là nhiều dự án trước đấy rồi, không chỉ là những dự án ở đài truyền hình mà còn những dự án riêng của Trang nữa. Đấy, thì khi mà nghe cái bài hát này lần đầu tiên thì em đã rất là thích rồi. Nó rất là thơ và nó rành mạch.
cái lời của anh Bắc ấy thì nó rất là điện ảnh, và nghe lần đầu tiên thì chúng ta có thể cảm nhận được luôn là cái bối cảnh nó diễn ra ở đâu, cái không khí nó như thế nào, những cái nhân vật, những cái tuyến truyện ở trong cái MV nó ra sao, nó rất là rõ ràng. Thế nên là khi mà em triển khai với Trang ý thì nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà có một cái khó mà em nghĩ là rất khó đối với nghệ sĩ. Đấy là Trang có tận hơn 600 bộ áo dài. Chọn bao nhiêu bộ áo dài để xuất hiện trong cái MV đấy là cả một vấn đề khó nhất, em nghĩ là khó nhất trong cái MV. Nói vậy thôi chứ có một điều khó khăn hơn. Đó là thực ra ấy, khi ban đầu thì chỉ ra mắt có 3 MV thôi. Nhưng mà vì Trang quá yêu cái ca khúc này và Trang đã đề xuất với anh Lê Xuân Bắc là quay gấp cái ca khúc này. Chính đó là cái điều khó khăn nhất cho anh Nguyễn Anh Dũng. Vì cả lên kịch bản và cả chuẩn bị bối cảnh chỉ có trong vòng 3 ngày thôi. Và 3 ngày đó là anh Dũng vừa viết kịch bản và Huyền Trang thì duyệt kịch bản rồi gửi cho anh Lê Xuân Bắc. Tức là qua lại một cái vòng, tức là anh truyền đạt một câu thì em lại truyền đạt lại một câu. Bởi vì ở xa nhau là nó khó cái điều đó. Và chỉ trong 3 ngày thôi thì cả ekip 25 con người lên đường vào Nghệ An. Và thực sự đó là điều khó khăn nhất trong cái MV này. Bởi vì thời gian thực hiện nó quá là ngắn. Và Huyền Trang thì đã rất cầu thị là cái ca khúc này phải đến với khán giả. Bởi vì lâu lắm rồi xứ Nghệ mới có một ca khúc mà trong yêu mà lại có cái chữ tế nhị và lại khắc họa lên một cái hình ảnh của một người phụ nữ xứ Nghệ mà anh Bắc rất là muốn đưa, tức là rất là chịu thương, chịu khó, rất là ý nhị kể cả trong tình yêu cũng như trong cuộc sống. Và một lúc nữa thì Huyền Trang đề xuất là sẽ phát cái MV nghe câu ví dặm người thương trước để chúng ta có thể hiểu hơn về người con xứ Nghệ mà anh Bắc, thực ra ca khúc này anh Lê Xuân Bắc viết tặng cho người vợ của mình. Và Trang nghĩ rằng cái hình ảnh mà anh Lê Xuân Bắc gợi ý cho Huyền Trang cũng như anh Nguyễn Anh Dũng đó là cái hình ảnh của chính người vợ của anh, một người tần tảo, chịu thương, chịu khó. Đó, Trang nghĩ là hình ảnh này là anh Bắc rất là muốn lột tả một cách chân thực nhất và hoàn hảo nhất. Trong cái MV này thì tí nữa quý vị các bạn sẽ được xem, Trang sẽ hóa thân vào một người phụ nữ rất rất nông thôn. Và lần đầu tiên làm những việc nông thôn nhưng mà em nghĩ rằng là nó thuần thục. Đấy. Trong vòng 2 ngày mà quý vị có biết không ạ? Trang nào là gánh lạc này, nào là quấy cắm lợn này, nào là cho gà ăn này, nào là cắt những quả cà, tức là những cái việc hết sức là đơn giản nhất, đời thường nhất của một người xứ Nghệ mà hết sức là chịu khó, rất là lam lũ. Và nói thật với quý vị là sảy gạo này này, Trang đã làm bao giờ đâu. Thế là Trang phải ngồi học một lúc. Thì anh Dũng có nói Trang là liệu em có làm được không? Trang nói là anh yên tâm, em con gái xứ Nghệ mà. Em đóng nó không có gì khó cả. Bởi vì đấy là bản chất của con người em, chịu thương chịu khó rồi. Thế một lúc sau thì anh Dũng bảo, ố, được rồi em ạ, được rồi. Thế là Trang mừng quá bởi vì là ít nhiều thì nó cũng làm ra được một cái động tác mà cái việc mà mình chưa từng làm bao giờ. Và anh Bắc thì cũng rất là sát sao. Khi mà quá trình anh em quay thì anh Bắc FaceTime liên tục và hỏi là anh em quay nào, có vất vả không giữa trời nắng, rồi là truyền tải cái câu chuyện có giống như là anh nghĩ ở trong bài hát không. Đấy. Và cuối cùng thì sau 3-4 ngày quay thì anh em cũng thực hiện được một cái sản phẩm mà em nghĩ rằng cũng tương đối ưng ý nha. Rồi chúc mừng Trang, chúc mừng anh Bắc ạ. Cảm ơn anh Dũng với lại cảm ơn Huyền Trang. Bây giờ thì chúng tôi rất mong muốn những cái câu hỏi từ phía các nhà báo ạ. Cho xin ánh sáng rực rỡ ở góc bàn bên trái, chị Thanh Hà áo đỏ vừa giơ tay ạ, xin mời chị Thanh Hà. Xin chào ekip ạ, em xin có hai câu hỏi. Đầu tiên là hỏi anh Lê Xuân Bắc trước ạ. Thật sự là ngồi ở dưới này nãy giờ nghe anh Lê Xuân Bắc cũng như là Huyền Trang chia sẻ thì bọn em cảm thấy rất là bất ngờ và ngỡ ngàng, bởi vì rằng là không nghĩ là một cái nhạc sĩ, một cái doanh nhân làm tay ngang nhanh mà lại có một cái số lượng ca khúc rất là đồ sộ, gần 200 ca khúc như vậy. Thì với số lượng ca khúc như vậy thì em nghĩ rằng là không phải là tay ngang nữa mà phải nói là một cái nhạc sĩ rất là chuyên nghiệp rồi, và có một cái vốn liếng về chất liệu âm nhạc cũng như kiến thức về âm nhạc rất là lớn thì mới có thể sáng tác được những cái ca khúc nhiều như vậy. Thế thì cái điều mà em băn khoăn thắc mắc là với một cái số lượng ca khúc nhiều như thế thì
ngoài những các cái câu chuyện kỷ niệm của anh từ ngày bé đến bây giờ giống như anh chia sẻ, thì trong âm nhạc thì chắc là anh phải có một cái bóng hồng nào đấy thì mới có thể giúp anh nuôi dưỡng được cái cảm xúc mà anh biết ở nhiều ca khúc như vậy. Thế thì anh có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện, những cái câu chuyện bên lề như thế, ngoài những cái kỷ niệm về ấu thơ hoặc là những cái chất liệu âm nhạc của anh trong cuộc sống của anh ạ, thì anh có thể chia sẻ có một cái bóng hồng cụ thể nào đấy không trong để nuôi dưỡng cảm xúc âm nhạc của anh như vậy. Một cái điều nữa là muốn hỏi anh rằng là anh là người Thanh Hóa, thì em cũng biết là Thanh Hóa có rất là nhiều những ca sĩ nổi tiếng ấy ạ. Thì anh có thể, em nghĩ rằng anh có thể mời rất nhiều người thể hiện ca khúc của anh. Thế nhưng mà tại sao anh lại có thể gắn bó rất là nhiều với ca sĩ Huyền Trang trong cái chặng đường âm nhạc, những sáng tác của anh như vậy? Thì không biết là ở cái Huyền Trang có cái sự đồng cảm như thế nào với anh, gắn bó như thế nào với anh mà để anh có thể là lựa chọn cô ấy thể hiện nhiều ca khúc của anh như vậy ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của nhà báo. Có lẽ là tôi cũng được thừa hưởng một cái gen của một người anh. Anh sinh năm 1949, sau khi học và tốt nghiệp phổ thông lớp 10 thì anh đã xung phong đi bộ đội và anh đã hy sinh năm 1970. Thì ngay từ thời bé, anh trai tôi thì có một cái năng khiếu về văn nghệ, về âm nhạc. Tôi cũng còn nhớ lúc tôi khoảng 3-4 tuổi thì cũng thấy anh hay đi biểu diễn, đi hát ở trường, lớp, rồi sau lên huyện, lên tỉnh thi. Và trong những cái buổi tối thường anh đi dạy hát cho thanh thiếu niên ở cái vùng quê, rồi là những cái buổi anh tập hát ở nhà, thì chắc từ bé thì nó ngấm vào trong mình những cái chất liệu âm nhạc, những cái tâm hồn về âm nhạc, và nó cứ thấm dần vào. Và đến một lúc nào đấy thì có lẽ nó cảm nhận vào mình lúc nào không biết. Trong cuộc sống thì thực ra là tôi sinh ra vào cái thời nó cũng thời chiến tranh, thời đất nước rất là khó khăn. Nên là lúc đấy thì cũng cố gắng làm sao để học thật nhiều, học thật tốt để mình thoát được cái cảnh nghèo, cảnh cuộc sống lam lũ ở quê. Thì trong cái thời gian mình thời ấu thơ mình cảm nhận thế, nhưng mà trong cái thời gian mình lam lũ cuộc sống mình cũng bẵng quên đi, rồi mình lo về công việc học hành, rồi do lo về làm về công việc làm ăn kinh doanh. Thì đến một cái thời điểm nào đấy thì chắc là cách đây 4-5 năm, nhưng cũng thể là cách đây cả gần 10 năm, thì hơn 10 năm thì tôi đã hay đi tổ chức những cái buổi hát hò, hoặc là nghe những ca sĩ hát, hoặc là làm những bài thơ đưa cho nhạc sĩ phổ nhạc như là Thế Hiển, hay là Vũ Ngọc Quang, hay là Ngọc Thịnh, hay là Tất Tùng, hay là Nguyễn Tiến. Và sau một thời gian thì cách đây khoảng 4 năm thì tôi mới sáng tác. Thì thực ra là khi mình đã đủ cái cảm nhận về âm nhạc và cũng có thời gian, tức là khi cuộc sống của mình thực sự là nó cũng tương đối ổn định, thì mình lại thực hiện cái giấc mơ của mình. Đấy, giấc mơ tuổi thơ của mình là mình đã được hát những bài hát hoặc là thể hiện như những người anh trai của mình. Và đó là lý do tại sao mà tôi lại sáng tác và cũng yêu âm nhạc, mê âm nhạc. Và câu hỏi thứ hai về nói về tại sao lại nhiều tác phẩm tôi lại hay được Huyền Trang thể hiện. Thực ra tôi biết đến Huyền Trang là một ca sĩ giải nhất Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2013. Thì cũng đã được xem nghe Huyền Trang hát nhiều trên truyền hình và những đĩa hát. Thì qua giọng hát Huyền Trang thì tôi cảm nhận được đây một giọng hát rất là dày, kỹ thuật với một âm vực rất là rộng. Thì những cái bài hát của tôi thì thường thực những bài dân gian ấy thì âm vực nó tương đối rộng, và nó cũng rất là như mọi người cũng biết là nó cũng chất phát, nó thể hiện những giai điệu, nó thể hiện những cái lời thơ, những ý thơ. Thì Huyền Trang cũng là một trong những ca sĩ mà thể hiện được những cái tâm tư, nguyện vọng từ những nốt nhạc cho những cái ý thơ của tôi. Thế là tôi gửi gắm nhiều bài hát cho Huyền Trang hát, cũng như một vài ca sĩ, một số ca sĩ khác thụ. Dạ vâng, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Lê Xuân Bắc rất nhiều ạ. Xin mời các anh chị khác ạ. Chị Hạnh An An ạ. Hình như là chị Hạnh An ngồi kia lấp ló, tôi nhìn thấy rồi. Vâng, cảm ơn anh Lục. Anh Lục mắt sáng thế nhỉ, đeo kính không mắt sáng mà. Dạo này đeo kính là nhìn xa lắm. Vâng. Trước hết là chúc mừng Huyền Trang cùng với ekip đã cho chúng tôi có một buổi chiều đúng nghĩa là về quê, về với miền ký ức của mình. Tôi thì chỉ có một thắc mắc một chút là ở đây nghe những bài hát cũng như đọc thông tin thì thấy rằng là anh Xuân Bắc rất là nặng tình về quê hương, về xứ sở của mình. Và bản thân anh là người Thanh Hóa,
Nhưng mà anh đã viết ở đây nghe những cái câu hò dặm lại rất là Nghệ An. Và cái điều mà tôi hơi băn khoăn ở đây là nếu như anh yêu quê mình trọn vẹn như vậy thì Thanh Hóa nhiều ca sĩ lắm, tại sao anh lại chọn Huyền Trang? Vậy thì với anh, Huyền Trang có tố chất gì để đảm bảo với anh rằng sẽ diễn đạt được thành công tất cả những tác phẩm của anh trong dự án này? Xin cảm ơn anh. Thực ra thì ban đầu hai anh em cũng có một cái cơ duyên. Vào năm 2014 thì Huyền Trang có thể hiện ca khúc Về Với Xứ Thanh. Ca khúc đó được trình diễn lần đầu tiên tại khai mạc năm du lịch tại Thanh Hóa. Thì một người chị của Huyền Trang đã nói là có một anh bạn của chị nghe cái em hát cái ca khúc đó Về Với Xứ Thanh đó, thì anh ấy thấy rất là đồng cảm và rất là thấy là cái giọng hát của em có thể hợp được với những ca khúc của anh ấy. Thì Huyền Trang cũng nhận lời, và ca khúc đầu tiên mà Huyền Trang hát đó là Hà Tĩnh Quê Mình Ơi. Ngay sau đó cũng ra mắt MV và bây giờ lượt xem cũng khá là cao rồi. Và Huyền Trang nghĩ đó là một cái cơ duyên mà khi Huyền Trang hát một ca khúc Về Với Xứ Thanh, và cũng là một cái duyên đến với cả anh Bắc, với âm nhạc của anh Bắc. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn câu trả lời của Huyền Trang và cảm ơn chị Hạnh An. Xin mời các anh các chị khác ạ. Ở đây có rất là nhiều những người bạn của anh Lê Xuân Bắc. Không biết là các anh ở đây có ai có một cái chia sẻ gì không ạ? Vâng, anh Thành đấy ạ. Em mời anh Lê Xuân Thành là tổng biên tập báo Thể thao Văn hóa. Hôm nay rất là cảm ơn anh đã bớt chút thời gian đến đây để dự cái buổi họp báo này. Và sau đây thì mời anh sẽ chia sẻ một đôi điều ạ. Em xin mời anh. Xin chào các anh chị và bạn. Thì cũng tôi với anh Bắc thì thân nhau ở trong gia đình, thì họ hàng thì tôi là vai chú, anh Bác vai cháu, và tôi anh Bác thì cũng thân nhau cũng phải đến hơn 40 năm rồi. Trong họ hàng là như thế, nhưng trên thực tế là như những người bạn, và chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ trao đổi, thì cũng qua các cái chung thông tin thêm thôi. Tức là thì anh Bác thì luôn luôn cái trong các tâm khảm của anh ấy thì luôn luôn gắn bó với cái gia đình, trước hết là gia đình đầu tiên, sau đó đến quê hương đất nước. Và những tôi nghĩ rằng những các cái tác phẩm âm nhạc mà anh sáng tác ấy, nó giống như là mỗi khi con người chúng ta đến một thời điểm nào đó, nó đến lúc nó có cái gì thì cho đi, tức là phải sáng tác ra, hoặc viết ra, hoặc từng sách, hoặc là những sáng tác ra những bài hát và cho đi để để lại cho mọi người cùng chia sẻ những cái kiến thức là một, thứ hai là những cái cảm nhận, những cái suy nghĩ, kể cả triết lý sống. Đấy, thì thứ nhất là, và thứ hai là tôi thấy là dần dần ấy, các cái sáng tác của anh Bắc đều nó dần dần là nó ngày càng hay lên, chắc là càng sáng tác nhiều thì nó có một độ lắng đọng và nó có những cái tinh tế hơn. Thì mà tôi thì người thường xuyên hay góp ý cùng với anh Lê Xuân Bắc trong cái quá trình sáng tác, cũng thì tôi thấy rằng là trong các cái bài hát của anh thì thấm đậm những cái chất thơ, đầu tiên là từ thơ, có vần có điệu, thứ hai nữa là những sáng tác về cái dòng âm nhạc có âm hưởng dân gian ấy thì nó rất là phù hợp, thì nó cũng xuất phát từ cái tấm lòng như anh Bắc cũng đã chia sẻ. Chúng tôi cũng có quá trình sống gần gũi với anh Bắc thì thấy là cái dòng nhạc mà gắn với gõ hưởng dân gian thì nó phù hợp với anh hơn. Và thì chúng tôi thì cũng gần hơn 10 năm nay, cứ mỗi lần gặp nhau là cứ hát hò, cứ trao đổi với nhau suốt. Thì thêm một lần nữa thì cũng cảm ơn và cũng chúc mừng anh Bắc với Huyền Trang đã có dự án trao đổi là rất là thành công. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Lê Xuân Thành ạ. Và không biết là còn anh chị nhà báo nào. Vâng, xin mời ạ. Xin mời chuyển mic cho chị Hạnh An, một giọng nói cực kỳ quyến rũ của làng báo chúng tôi ạ. Vâng, em từ dưới nhìn lên thì có phải là anh Dũng, đạo diễn Nguyễn Anh Dũng ngồi cạnh không? Đây, đúng rồi. Xin chào Nguyễn Anh Dũng. Sẽ có hai câu hỏi. Thứ nhất là câu hỏi thứ nhất dành cho vẫn là anh Bắc, là được biết anh là một doanh nhân. Vậy mà
cái sự nghiệp sáng tác của anh không khác gì một nghệ sĩ, một nhạc sĩ chuyên nghiệp cả, rất là đồ sộ. Em đang thắc mắc không biết rằng là anh sẽ cân bằng giữa việc sáng tác nghệ thuật với việc kinh doanh như thế nào. Bởi vì những người khi đã làm kinh doanh thì thường rất là chuẩn xác, rất là sắt đá. Vậy thì đối nghịch lại với người làm nghệ sĩ thì phải có một tâm hồn rất là đa cảm, rất là lãng mạn. Vậy thì anh cân bằng hai điều đó ra làm sao để có được một số lượng sáng tác đồ sộ như vậy? Còn câu thứ hai đặt cho Nguyễn Anh Dũng là bạn hãy chia sẻ một chút về vai trò của bạn trong dự án này và vì sao bạn quyết định nhận lời tham gia một dự án về miền ký ức của Huyền Trang cũng như là ekip. Bởi vì tôi biết bạn rất là bận rộn với rất rất nhiều những công việc của VTV. Xin cảm ơn Nguyễn Anh Dũng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của nhà báo. Có lẽ là giữa công việc kinh doanh và sáng tác thì tôi cũng xin là khẳng định là cái công việc cũng như công việc sáng tác âm nhạc của tôi không ảnh hưởng gì đến kinh doanh, mà đôi khi nó lại làm cho mình phấn khích trong cái vấn đề kinh doanh, và mình lại có những cái dự án, những cái dự định mà nó khi mang tính chất là táo bạo hơn, mạnh dạn hơn. Thì thực ra là cái thời gian sáng tác của tôi nó không ảnh hưởng gì lắm, vì thứ nhất là cái tôi làm nghề kinh doanh cũng trên dưới 30 năm rồi. Thì mọi người, mọi công việc thì nó cũng vào một cái quy trình. Và có những người đã cộng tác với tôi hơn 20 năm nay. Thì có những lần chuyến đi công tác khi cũng dài ngày. Ví dụ như đi châu Âu hay đi Mỹ khi cả tháng về. Thì mọi công việc ở nhà anh em đều thực hiện rất là tốt. Vẫn theo đúng như những cái gì mà tôi yêu cầu. Và cũng có những cái mình chỉ đạo từ xa. Thì thực ra là cái thời gian mà để dành cho âm nhạc của tôi thì nó cũng rất là ít thôi, không có nhiều, không phải 80% là dành cho công việc và rồi còn gia đình, rồi còn nhiều cái công việc khác nữa. Đấy, thì thời gian âm nhạc của tôi hay sáng tác vào những cái ngày nghỉ hoặc là những cái buổi mà sau những ngày làm việc mà mình thấy mệt nhọc, mình lại tìm đi âm nhạc. Đấy là một cái môn giải trí rất là thanh cao và nó yêu cầu cái kiến thức về văn hóa cũng tương đối là đỉnh cao, kết hợp với những nghệ thuật. Thì tất cả cái này làm cho mình, cái tâm hồn mình nó nhẹ đi so với những ngày làm việc. Có thể là thì thực ra trong công việc kinh tế thị trường bây giờ thực sự rất đau đầu, nhất là sau những cái hậu Covid. Thì đối với doanh nghiệp nào cũng thế thôi. Chắc chắn là ai đã từng làm kinh doanh, doanh nghiệp thì cũng đều phải bươn trải. Và thực ra kinh tế thị trường nó rất là cạnh tranh, rất là khốc liệt. Và đôi khi cũng có cái sự bon chen. Nhưng mà những cái đấy là công việc, nhưng mà sau cái công việc ấy, thì mình phải tìm đến những cái gì mà nó vui nhất và nó gọi là một cái môn giải trí. Ai có một môn giải trí, cũng có, tôi cũng có nhiều cái môn giải trí khác, ví dụ như cái môn thể thao như chơi gốc hay là những cái tụ tập bạn bè đi du lịch đi chơi đâu đấy, thì tất cả những cái tôi nghĩ là cũng là những cái phục vụ cho những công việc của mình hàng ngày đấy. Và thực sự một lần nữa là tôi nói là công việc, tôi xin khẳng định là cái sự việc sáng tác không ảnh hưởng gì đến công việc kinh doanh. Có chăng thì cũng có một vài cái lúc thì muốn đi gia đình đi đâu chơi hoặc là muốn đi du lịch, nhưng mình lại đam mê một tác phẩm nào đấy mình đang muốn là hoàn thành, thì khi mình ở nhà mình không đi thì có thể là cũng một phần là có ảnh hưởng một chút xíu về cái vấn đề ấy. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, em xin được cảm ơn cái câu hỏi rất là hay của nàng thơ làng báo chị Hạnh An An. Cảm ơn chị đã quan tâm đến công việc của em. Thực ra thì nhận được cái lời mời của Huyền Trang thì em rất là vui, bởi vì em với Trang thì làm việc với nhau rất nhiều dự án rồi, và em cũng muốn là ngoài cái công việc mình làm ở đài truyền hình, ngoài những cái live show mình thực hiện thì những cái MV là những cái thử thách rất là lớn và nó hay ho trong cuộc đời của một cái người làm đạo diễn. Bởi vì mỗi một cái MV thì nó thực sự là rất là khác nhau. Nó không giống những cái format truyền hình. Nó không giống nhau ở những cái nội dung hàng tuần như bọn em làm trên sóng. Hơn nữa thì em có 6 cái hoa tay nhưng mà em lại có 10 cái hoa chân. Thế nên là em muốn là nhận rất là nhiều dự án làm MV để mình có thể khám phá những cái vùng đất mới, đi được nhiều nơi, gặp gỡ được nhiều người. Và nhất là hiện thực hóa được những cái hình ảnh đẹp từ những người nghệ sĩ như anh Bắc,
đã viết ra những cái lời rất là hay, và như là Trang đã thể hiện những cái ca khúc rất là mượt mà. Bây giờ mình truyền tải làm sao được để cho khán giả xem được mà nó còn mượt mà như những cái lời mà anh viết, như những lời mà Trang hát, thì em nghĩ rằng là những cái tác phẩm đấy sẽ bay cao bay xa hơn và tiếp cận công chúng nó dễ dàng hơn ạ. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn những cái câu hỏi của các anh các chị em báo chí, cũng như là cảm ơn phần trả lời của các nghệ sĩ ở trên này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một MV tiếp theo. Chúng ta sẽ còn hai MV nữa và cũng nhanh thôi. Bây giờ thì theo yêu cầu của Huyền Trang, theo đúng kịch bản là sẽ phát cái Trăng Non Lưỡi Hẹn trước, nhưng mà vì là chúng ta vừa nói rất là nhiều về cái ca khúc Nghe Câu Ví Giọng Người Thương, cho nên là chúng ta sẽ nhờ các anh kỹ thuật là đổi vị trí để bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức MV Nghe Câu Ví Giọng Người Thương.
thời thơ ấu. Nhà em bên lỡ, anh ở bên bồi. Chiều chiều hóng mát bờ đê, nghe câu ví dặm yêu thương mặn nâu. Rất là đắm chìm trong cái cảm xúc của cái MV này. Một cái MV mà bài hát cũng rất hay và hình ảnh thì đẹp, quá đẹp, tuyệt vời đẹp. Và bây giờ thì trước khi chúng ta thưởng thức MV cuối cùng trong dự án này thì Lục thay mặt cho Huyền Trang và anh Lê Xuân Bắc xin được trân trọng cảm ơn anh Tân, anh Hùng và tất cả anh chị em của G1 hôm nay đã tạo điều kiện cho ekip chúng tôi có một cái không gian họp báo có lẽ là khác biệt nhất từ trước đến nay của tất cả các ca sĩ cũng như là của Huyền Trang. Đây là một điều rất là tuyệt vời, một không gian vô cùng ấm cúng, sang trọng nhưng mà rất là gần gũi. Và hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình, sân khấu, setup rất là đẹp và rất là chuyên nghiệp. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và cũng xin được mời đại diện của G1 sẽ lên sân khấu để nhận một bó hoa từ Huyền Trang ạ. Xin mời...
Các chị rất nhiều ạ. Và cảm ơn anh Lê Xuân Bắc và cảm ơn ca sĩ Huyền Trang. Và rồi bây giờ thì xin mời quý vị, các anh, các chị và các bạn sẽ quay trở lại sân khấu để chúng ta cùng đến với MV cuối cùng. Và anh Bắc ơi, anh Bắc và Huyền Trang, trước khi chúng ta đến với MV cuối cùng xong thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái buổi họp báo ngày hôm nay. Thì có lẽ là để chuẩn bị bước vào cái MV cuối thì chúng tôi cũng rất là muốn nghe những lời chia sẻ của anh Lê Xuân Bắc và Huyền Trang trong cái buổi chiều ngày hôm nay, trước khi chúng ta thưởng thức MV Trăng Non Lỗi Hẹn ạ. Xin mời anh. Trước hết là cảm ơn anh Ngô Văn Lục, cảm ơn ekip thực hiện cái chương trình này, và cảm ơn tất cả các nhà báo, những đài và tất cả anh chị em tham gia cái buổi họp báo ra mắt cái sản phẩm mới. Thực ra được thành công như hôm nay thì cũng nhờ có mọi người, và tất nhất là ban tổ chức, và nhất cái địa điểm anh Lục đã chọn thật là rất là đẹp, rất là sang trọng và rất là gần gũi. Cũng thay mặt cho tác giả và cùng với Huyền Trang xin gửi lời cảm ơn, một lần nữa cảm ơn, và chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Một lần nữa xin cảm ơn. Và một lần nữa Huyền Trang cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã bớt những thời gian rất là quý giá của mình tới đây với Huyền Trang hôm nay. Và bên cạnh cái việc mà lễ ra mắt này rồi thì một chút nữa khi mà kết thúc chương trình, Huyền Trang rất mong muốn được đón tiếp các anh các chị tại tầng 1 của Diêu Ăn với một bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng với tất cả các anh chị em nghệ sĩ cũng như là với tất cả các ekip, để chúng ta có thời gian hàn huyên, chúng ta có thể có thời gian để hát bên cạnh nhau và ăn những món ăn của Diêu Ăn nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn các anh các chị rất nhiều đã đồng hành cùng em trong những dự án âm nhạc và trên con đường sự nghiệp của em. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa thay mặt cho anh Lê Xuân Bắc và Huyền Trang cảm ơn tất cả quý vị, các anh các chị và các bạn, đặc biệt là các nhà báo đã có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thay cho lời kết của chương trình là một sản phẩm rất hay, MV Trăng Non Lỗi Hẹn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Rồi cả những cơn mưa
ngày ấy đâu có. Thưa bà, hôm nay tôi đến đây để dặm ngõ con gái bà, không biết ý bà thế nào. Thôi cậu ạ, cái này tôi không biết, để cho con tôi nó quyết. Tôi xin cậu, tôi không quyết được. Sao lại không quyết định được? Thôi, đi về. Con đường đi qua xóm nhỏ, hàng dương reo mình trong gió, bờ đê lấp ló trắng non, xa xa vang vọng câu hò. Dừng chân hỏi người con gái, biết đêm nay đã lấy chồng, sao em bỏ những câu thề, bỏ đêm trăng sáng bờ đê, bỏ lời chờ đợi ai về. Má có nhà không hả bác? Được tin cháu mất, Mai nó đi lấy chồng rồi. Thôi, số phận đã an bài, đừng buồn cháu chứ. Ngày ấy Huyền Trang qua đây cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Ngọc Quỳnh. Đây là lần đầu tiên mà anh Ngọc Quỳnh đóng MV ca nhạc. Và anh có chia sẻ với Huyền Trang rằng là nó khác hẳn với cả những gì mà anh tưởng tượng ra. Bởi vì là bình thường ấy, thì nó có thoại rất nhiều để có thể thể hiện được những cái tâm tư hoặc là những cái thông điệp mà mình muốn gửi tới. Nhưng mà trong MV thì lại hoàn toàn khác. Chỉ bằng những cái cử chỉ bằng những cái ánh mắt thôi. Phải nói lên được những cái điều mà cái MV muốn mang lại. Và qua ca khúc này thì Huyền Trang cũng rất là muốn cảm ơn anh Ngọc Quỳnh, cảm ơn cô Giáng Hương là những người ở xa và hôm nay không thể về kịp được. Và những món quà mà Huyền Trang gửi sẽ tới tận tay những người diễn viên ở trong MV của Huyền Trang. Và một lần nữa, xin hẹn gặp tất cả quý vị ở tại tầng 1 của Di Văn ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời mọi người có thể đi ra ngoài chụp ảnh lại một lần nữa. Và ai chưa chụp thì chụp và ai chụp rồi thì chụp thêm. Và sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển xuống tầng 1 để liên hoan ạ. Xin mời tất cả các anh chị.